Xin chào các bạn đã quay lại shop đồ cô gia Khánh Gòm nhé. Em chúc tất cả các bạn một ngày mới thật vui vẻ. Thì hôm nay là ngày 4 tháng 10, hôm nay em lại tiếp tục lên bắp nuôi phụ kiện câu cá. Video ngày hôm nay có thùng câu cá này, thùng chữ nhật này, mồi câu này, kính câu này và phụ kiện thực phẩm. Thì trước khi giới thiệu chi tiết, em giới thiệu qua số tôi cảm là 0878690999. Số đó đã kiếm trên góc màn hình. Bạn nào mua hàng liên hệ trực tiếp cho em hoặc là ebook qua Zalo. Em báo giá chung video thùm bí ship, mỗi đơn hàng thì đi sẽ cộng thêm 20.000 và em sẽ ship code toàn quốc. Các bạn cầm tràng thoải mái trước khi thanh toán tiền giúp em. Bây giờ em sẽ giới thiệu chi tiết từ sản phẩm. Đầu tiên là số 1. Mã số 1 đang sẽ đến một chiếc thùng câu, một chiếc thùng chữ nhật nhé, một chiếc thùng đến hãng Coolfit, Coolfit nhé. Một chiếc thùng này có dung tích là 7,5 lít nhé, có mã vạch đầy đủ này. IBM mình nhé, đấy, đây một chiếc thùng kiểu dáng này. Đấy, phối giữa hai màu, màu trắng màu xanh nhé. Ngoại hình thùng nó còn cực kỳ là mới, cực kỳ đẹp luôn nhé, cực kỳ đẹp nhé. Đây phần nắp này, phần nắp có phần tay sách này. Dây khoác đầy đủ, Đây một chiếc thùng 7,5 lít. Thì chiếc thùng này có kích thước như sau, sẽ đo bác nhé. Em sẽ đo phần trên mặt trước, đây phần trên mặt đây. Phần trên mặt thì kích thước của nó là 30cm này, chiều ngang 30cm này, chiều dọc sẽ là 24cm và chiều cao của thùng này, chiều cao sẽ là 21,5cm nhé. Một chiếc thùng chữ nhật, một chiếc thùng đựng đá. Chiếc thùng mã số 1 em sẽ để giá là 450.000 mã số 1 nhé. Bây giờ em sẽ mở bên trong này, đều có dòng giữ nhiệt đầy đủ nhá, cho giữ nhiệt đầy đủ nhé anh nhé. Bên trong in đầy đủ thông tin này, đây vào bên trong này, cực kỳ đẹp và cực kỳ là mới nhá. Thì chiếc thùng là chiếc thùng mã số 1, một chiếc thùng giữ nhiệt, một chiếc thùng câu dung tích 7,5 lít. Chiếc thùng này em sẽ để giá là 450.000 mã số 1, 450.000 nhé. Tôi tiếp tục đến mã số 2. Mã số 2 sẽ đến một chiếc thùng giữ nhiệt tiếp theo. Một chiếc thùng này không nhầm thùng tôm này. Chiếc thùng này có cả phần chống cần này, phụ kiện tập cẩm luôn. Đây này, bên này này, em có mấy cái ô để cho bác chống cần này, gắn phụ kiện này. Tiếp tục sang mặt bên này. Mặt bên này em có hai cái gác cần tiếp theo này. Đây này, em có hai gác cần chỗ này. Để bác bẻ thật mạnh thì nó mới ra được. Đây, xem. Bốn vào thôi. Ui, chắc lắm. Đơn giản. À đây. Đây này. Bác di chuyển vào những đây này, có những cái rãnh này, bây giờ em thấy này có những cái rãnh này, bác di chuyển đúng rãnh như này thì bác mới mở được nhá. Xem này, sẽ di chuyển đúng rãnh mở cho bác xem. Đây này, bác di chuyển đúng những cái rãnh này bác mới mở được như này nhé, mở này nhé, bên này vậy nhé. Đây bác di chuyển đúng rãnh bắt đầu mới mở được. Đây em sẽ di chuyển đúng rãnh đấy, mở phát ra ăn ngay nhé. Đây, cái này đây, cái này cho bạn để các cần này, các vật các kiểu đi nhá, các kiểu đấy. Chiếc thùng này thường để đựng tôm này, đựng tôm như này. Và bên cạnh này em có một cái lỗ này, một cái lỗ để cho cắm ống oxy nhé. Bên ngoài chạy một cái máy xử oxy này, cắm qua ngoài nhé. Vào bên trong này, bên trong đều có chốt đầy đủ nhé, đều có gioăng giữ nhiệt đầy đủ nhé, gioăng nhiệt xung quanh đây nhé. Đấy, và ghi thông tin nhé. Bên trong đây này, bên trong có một cái lỗ này, cái lỗ cho này cắm ống sủi đấy nhé, ống sủi bên trong đấy nhé. Đây, thùng này, thùng giữ nhiệt bên trong nhé. À, bên trong cực kỳ là một cái cực kỳ mới nhé, đấy, cực kỳ đẹp đó. Cho xem rộng đi, đầu ra này. Đấy, và cái thùng này khi bác không muốn dùng sủi oxy nữa, cho này em có một cái nắp này, bác nắp lại cái lỗ này vào. Đấy, gần như là cũng dạng giữ nhiệt, bác để đá thoải mái nhé. Đây, thùng giữ nhiệt này. Đấy, do giữ nhiệt đầy đủ này, bỏ chốt đầy đủ này. Đây, có chốt nhé, chốt cài nhé, tay sách này. Đấy, trên thùng này nó qua sử dụng rồi thì nha, trên mặt hơi bẩn một chút. Cái này thì em chưa vệ sinh gì cả, có nào báo thế nhé. Dây khoác đầy đủ. Đấy, và cái này bác không thích nó mở này, bác có thể gấp vào rồi bác đùn lên, đùn xuống thoải mái nhé. Cái này cũng vậy này, gấp vào khi cầm đi thì cho nó gọn, bác có thể gấp vào này, đây đùn lên, đùn xuống thoải mái nhé. Cái này nhé, đá dạng này tổng đấy nhé, đều nằm như ABS nhé. Chiếc thùng này nó không báo nít thì em sẽ đo kích thước cho bác nhé, đo kích thước chiều mặt một này. Chiều ngang của chiếc thùng này của nó sẽ là 32cm, chiều dọc sẽ là 19cm và chiều cao của chiếc thùng này sẽ là cao 23cm nhé. Đấy, và em sẽ đo dung tích bên trong này, bên trong nó sẽ là đây, trong lọt lòng của nó sẽ là 19cm nhé. Đây, chiều cao 19cm này, thấy không nhé, đây chiều cao này, chiều cao 19cm này, chiều ngang là 28cm, chiều dọc sẽ là 14,5cm. Đây một chiếc thùng kiểu dáng đấy. Thế chiếc thùng mã số 2 là chiếc thùng đựng tôm, chiếc thùng giữ nhiệt, chiếc thùng câu. Chiếc thùng này đã qua được rồi thì nha, ngoại hình nó hơi cũ một chút nhưng mà chất lượng không phải bán nhé, đầy đủ tất cả phụ chức năng. Thế thùng mã số 2 chiếc thùng này em sẽ để với giá là 350.000, mã số 2 350.000 cho thùng này nhé. Tôi tiếp tục chuyển sang mã số 3 em sẽ để vào combo mồi tôm khu mực.
một combo mùi tôm cao vực nhé. Đấy, đấy, bác nào mua tất cả combo em sẽ bán cho bác cả combo thì giá rẻ, còn bác nào muốn mua lẻ ngoài em sẽ xé lẻ bác nhé, xé lẻ nhé. Đấy, một combo này đấy. À, tôm này được chia một chiếc hộp mê hô nhé. Đấy, như Aves Minh Sinh đây, không tiểu giá nhé. Đấy, này hộp cực kỳ đẹp luôn, cực đẹp luôn, có phần tay xích thì mình tay xe yếu nhé. Đấy, hộp tiểu giá đấy, bên trong cực kỳ nhiều con tôm luôn, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 con nhé, 14 con nhé. Và chiếc hộp này có kích thước như sau. À, kích thước chiều ngang của chiếc hộp này sẽ là 33 cm này, à, chiều dọc sẽ là 22 cm và độ dày của chiếc hộp này sẽ dày 7 cm nhé, dày 7 cm nhé. Đây là chiếc hộp kiểu giá nhé. Đó, tay xách này. Và hai bên có hai chốt này, bên này một chốt này, bên này thêm một chốt nữa nhé. Đây, này. Đây, mở ra này. Đây, em có combo tôm này, đa số đều một màu nhé, đa số một màu nhé. Chỉ có màu cam này là nhiều này, màu cam là nhiều nhé. Tôm này sẽ dạng tôm nội địa nhé, màu sẽ màu cam và bụng sẽ bụng bông 7 màu, ở thân hình có phát ánh kim, mắt sẽ mắt nồi dạ quang nhé, mắt nồi dạ quang nhé, râu ria đầy đủ nhé. Đây, lưỡi cực kỳ sáng luôn, tất cả tôm đều đa số là size 3 chấm nhé, size 3 chấm đấy nhé, size khá là nhỏ cho bác dùng thoải mái này này. Đấy, và em có một hộp nhé, hộp đúng này để tôm luôn. Đây này, đây có tôm nào thì bác để đúng cái rãnh này, này để cho gắn chì này, mỗi anh chỉ dãy này, còn cái phần này cho bác định để lưỡi nhé. Đây, đa số đều giống nhau nhé, đa số đều giống nhau nhé, mắt nội chả quá nhé, tôm đúng chuẩn nội địa luôn. Đấy, tôi tục đến sang bên này, xem này em có con này, con này của Juzuri này, Juzuri con này đẹp này, con này cái áo vải nó chỉ dán từ phần gáy chạy với đuôi nhé, gáy chạy với đuôi nhé, còn phần đầu nó sẽ phần nhựa này nhé. Đấy, và cũng dạng mắt nồi dạng quang, mắt nồi dạng quang size 3 chấm nhé. Đây nhé, đây kiểu dáng này, đây cực đẹp, lưỡi cực kỳ là sắc luôn, cực kỳ sắc nhé. Đây mối tôm Juzuri nhé. À, tôi em có con này, tiếp tục con này khác này, con này xem đến hãng gì, con này thì không, em chẳng biết có hãng nào cho khả năng nội địa, con này sẽ 3.5 này, lưng sẽ lưng màu đỏ cam này, đỏ cam nhé, bụng sẽ bụng màu xanh, bụng xanh, phần áo chỗ này này nó hơi bụng chút, cái này thì bác nào về xỏ keo vào lại thì ok nhé. Đây này, nó hơi bụng này đúng không, bác lấy móng tay ấn chặt vào đó, như em ấn chặt này, bác xỏ tí keo vào ok nhé. Ok nhé. Đấy nhé. Đấy, mọi thứ đều đẹp nhé, mọi thứ đẹp nhé. Ờ, tiếp tục em có một con này, con tôm nội địa tiếp theo này, con size 3.5 này, con size 3.5 nhé, lưng chiếc lưng màu đỏ, có y vân xương cá và bụng bông 7 màu, có phát anh kim, phát anh kim nhé, riêng phần áo cực kỳ đẹp luôn, cực đẹp, râu ria đầy đủ, lưỡi cực kỳ đẹp sắc, cực sắc đấy. À, rồi tiếp tục em có một con ba, con này 4 chấm, con này 4 chấm, con này size to hơn này, con này lưng chiếc lưng màu cam này, có y vân tôm này, đấy viền có viền vàng này, bụng nhá, bụng bông bảy màu đấy nhé, bụng bông 7 màu nhé. Đây, có phát anh kim trắng nhé. Đấy, râu ria đầy đủ, chì con là size 4 chấm nhé, lưỡi cực kỳ là sáng, phần áo còn khá đẹp, không rách không bục nhé, áo khá đẹp không rách bụng nhé. Đấy, rồi tiếp tục sang phía bên này em có hai con này cũng thế này, hai con này size 3 chấm này, 3 chấm này nhé. Đấy, à, tôm nội địa, lưng sẽ lưng màu cam, bụng sẽ là bụng bông bảy màu nhé, có phát anh kim nhé, râu ria đầy đủ, mắt nồi dạ quang, đầu có man lý xoay đầy đủ nhé, xoay đầy đủ đấy nhé, kiểu đáng nhé. Đấy, và trong em có thêm một gói chì cô mực này, đấy, 370 viên này. Tiếp tục em có một quận này, chì cuốn này, có miếng sốt đấy nhé, đấy nhé. Đấy, thì combo tổng cộng sẽ có 14 ô tô, bác nào mua tất cả hộp cả tôm em sẽ để bác giá là 700.000, có bác nào muốn xé nẻ mua tôm nẻ em sẽ để cho bác 50.000 trên một tôm nhé, 50.000 trên một tôm nhé. Đấy, đấy, và đã mua tôm nẻ bác mua hết thì sẽ tặng hộp, bác mà mua nẻ sẽ không được hộp nhé, hôm nay không được hộp nhé, mua nẻ sẽ 50.000 trên một tôm này, và các bác nào mua tất cả hộp em sẽ tặng bác tất cả hộp này, mã số 3 là 700.000, mã số 3 là 700.000, còn mua nẻ tôm sẽ là 50.000 trên một con, 50.000 trên một con đấy nhé. Đấy, mã số 3 là 700.000. Tiếp tục chuyển sang mã số 4 là giới thiệu combo một câu tập cẩm, một combo nhé, đựng chiêm một chiếc hộp Ring Star Dream Master nhé, một chiếc hộp như Aves đã qua sử dụng, ngoại hình hơi bị chày này, hơi bị chày kiểu thằng này đấy, và dàn sau dập logo đầy đủ này, Ring Star Made in Japan đấy nhé. Đây nhé, đấy, và chiếc hộp này đựng khá nhiều đồ thì mặt bên trong hơi xước nhé, nó hơi xước nhé. Đấy, và dập sẽ đo kích thước, chiều ngang của chiếc hộp này nó sẽ là 30 cm, chiều dọc sẽ là 20 cm, và độ dày của chiếc hộp này sẽ là dày 4 cm, khá là nặng, lượng khá là nhiều đồ. Bây giờ sẽ giới thiệu nó bên trong này. À, đây em có nắp mở này, bên trong đầu tiên có một chiếc hộp này, một chiếc hộp phụ kiện nhỏ này, hộp này hộp mê hô nhé, hộp này có kích thước là 10.3 cm nhân 7.3 cm và chiều dày là 2.3 cm nhé, hộp như ABS Hiếu Sinh nhé, mê hô đồng hoàng nhé. Hộp này thì có một ngăn, tôi có một hộp Rista này, hộp này đến hãng Rista Dream Master nhé, một chiếc nhỏ nhé. Hộp này thì bên trong thì em có ít lưỡi này, lưỡi dây hốc rồi lưỡi ba tiêu thập cẩm đây nhé, đây nhé. À, rồi tiếp tục về cái chính đầu tiên có hai cục chì là dành cho chiếc cô mực này, đến hãng Yamashita nhé, đây nhé, đây nhé. Mỗi một con gồm có hai viên chì ba mươi đấy, khá là nặng, có hai viên, một viên màu xanh này, một viên màu hồng nhé, đây nhé.
Đấy. Rồi tiếp tục là em bỏ ra ngoài nó nặng nặng lắm. Tiếp tục xuống ngăn dưới này. Ngăn dưới em có combo mùi cá sắt này, mùi xích này, mùi spin này, tập cẩm nhá. Đầu tiên có một con cá sắt đến hãng Mysocraft này. Mysocraft này trọng lượng 24g này, thân dài dài này, màu hồng đấy nhá. Tiếp tục có một con mùi tiếp theo này, con này con dạng dạ qua này, 18g này đấy. Rồi tiếp tục có một con Waterland này, Waterland này. Đây, con cá sắt này nhá. Rồi tiếp tục con cá sắt tiếp theo này, một cá sắt kiểu dáng nhá. Đó. Con cá sắt này đến hãng Marvel này. À, tập cá sắt nội địa nhá. Rồi có cả mùi xích này. Mùi dích này, rồi là mùi spinner bat này, rồi mùi dích này, đấy nhá. Tập cả các loại cực kỳ nhiều luôn, đây, mùi dích này, và mùi đẹp nhé, tất cả đều mùi địa nhé. Rồi tôi cũng có một spin này, có một spin đến hãng Mysocraft nhé, Mysocraft, có mùi GP spin 30 nhé, đây này, tôi được 30g nhé, đây, có thể đầy đủ nhé. Rồi em có mùi bút cổ này, rồi tiếp tục em có một con mùi spin tiếp theo này, một con mùi spin đến hãng gì đây này. À, Santi Guppy nhé, đây, đã đây, một kiểu thái, đã khá đẹp cái màu nhá. Rồi tiếp tục rồi, cái này đang dính vào cái ấy này, mùi vải này. Đấy. Rồi tiếp tục em có mùi dích tiếp theo này, một con mùi dích này trọng, có mùi spin nhé, đây có mùi spin này, trọng lượng 40g này, một con mùi cá sắt ở Waterland này, phun vàng nhé. Đấy. Và có một con mùi mềm kiểu dạng này, mùi mềm dạng spin đây này, đuôi sẽ có thêm thìa như này nhé. Đấy, đuôi thìa nhé, và sử dụng hai lưỡi ba tiêu này. Rồi tôi cũng lật sang bên này thì em có đầu tiên có mùi spin đến hãng Mysocraft GP spin 25 này. Đấy. Rồi tiếp tục em có con này, xem con dính liền nhau này. Rồi có mùi dích này, rồi một spin tiếp này, rồi là em có những đầu móc mềm kiểu dạng này nhé, đầu này đã có 1, 2, 3 con này, 3 con, nhưng mà cái đầu này các bác cắm mỗi mồi mềm vào trong cái thân móc này, thân móc nhé, và em có 2 lưỡi ba tiêu dưới này cho bác con luôn nhé, đấy nhé, kiểu dạng này, à, nó là dính vào nhau này, hơi khó nhìn, đây, nó sẽ như thế này, sẽ dưới cho nó sẽ dạng như thế này các nhé, móc chắc quá, đây bình thường nó cứ móc này thôi nhưng mà đến lúc mình gỡ ra rất là khó nhé, đây. Đây này, em nên tưởng vào này. Đầu tiên bác đâm con mồi mềm vào cái trục này, cái trụ này nhé. Đấy. Và ở đuôi này có một cái lưỡi và tiêu tiếp, và dưới này có thêm một lưỡi và tiêu nhé. Bác chỉ cắm mồi mềm vào câu được ngay nhé. Thì em có 3-4 bộ như thế. Đây là có bộ màu vàng này, có bộ màu trắng này. Đấy. Tôi có mấy cái mồi xích này. Đây mồi xích như này nhé. Đây mồi xích đầy đủ đại ca, từ gam to gam nhỏ nhé. Và tôi có mồi xích này. Con này trọng lượng 40g này, cực kỳ đẹp luôn. Đây này có mồi bốp này. Có mồi cá sắt này. Đây cá sắt các bạn, cá sắt nội địa này cực kỳ đẹp nhé. Rồi có cả một thìa này, đây nhá. Thìa đến hãng Daiwa, thìa 3g này. Khảm chai đồng hòa nhé. Rồi có chì này, có những con mồi độc như này, mồi độc nại này, kiểu dạng này. Đấy, khá nhiều. Giờ em sẽ đếm ra tổng cộng combo này nhé. 1 này. 2 3 4 này. 5. 6 này, 7 8 này, 9. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 con mồi nhé. Đấy, combo nó gồm 27 con mồi, cũng khá là nhiều nhé, 27 con nhé. Thì combo là combo mã số 4, bán cho bác có hộp cả ruột. Có hộp cả ruột mã số 4 này em sẽ để giá là 500.000, mã số 4 500.000 cho hộp này nhé. Tiếp tục đến mã số 5. Mã số 5 em sẽ để bác một cuộn dây siêu phẩm. Một cuộn dây đến hãng Daiwa Satika X12 nhé. Đầy đủ tất công nghệ luôn này, Thì cuộn dây này có thông số là size 8 chấm, mắc tải là 118 NB, tương đương tải của tập được 50 kg cá nhé. Đấy nhé. Đấy. Và dài 400m, nhé. Cuộn em thấy người ta bóc ra sử dụng mất khoảng tầm 100-150m rồi, còn khá là nhiều nhé, còn khoảng tầm 250m đổ lên, cực kỳ nhiều luôn. Dây dạng dây mà multi đấy nhé. Đấy. Và ra đằng sau này có in thông tin thông số này, từng size thì cứ đầy đủ nhé. Công nghệ này rồi là màu dây nhé. Cuộn này cái màu multi cứ 1m một màu, 1m màu đấy nhé. Đấy, đây, có in thông tin này. Made in Japan nhé. Chuẩn nội địa nhé, và trên này có mã quét nhé, quét nhé. Bây giờ sẽ bóc và xem trong. Bên trong có dây dạng này, Đây này, coi nhìn này còn cực kỳ nhiều nhé. Cuộn này còn khoảng tầm 250m đổ lên. Nhé, còn cực kỳ nhiều, coi nhìn này, dây này, dây X12 này. Cực kỳ là mịn luôn, Đấy. Thì đang người ta sử dụng bao nhiêu người ta bóc bao nhiêu. Còn bên trong vẫn là dây new mới nhá, Đấy, dây cực kỳ đẹp, dây siêu mịn nhá. Thì con này con dây mã số 5. Số 5 này cũng có dây PE siêu phẩm đến hãng Daiwa Satika size 8 chấm, còn khoảng tầm 250m đổ lên. Nhá. Đấy. Thì này con dây mã số 5, của em sẽ để giá là 800.000, mã số 5 nhá.
Tiếp tục mã số 6. Mã số 6 em sẽ đề bằng cuộn dây cước nylon trên câu suối. Cuộn dây này đến hãng Vanvast, hàng nội địa, có tên là Super Chup. Cuộn dây nó có thông số là size 0.8, mắc tải là 4 lb, tương đương tải được gần 2 kg cá. Và đường kính tiếp nhận 0.148mm, dài 100m, có giá niêm yết là 1.200 yên. Dây sẽ xem trắng trong nhé, độ trong suốt cực kỳ cao. Cuộn dây này tiếp hợp làm cắt ra làm thẻo cái đơn đài này, câu cá rô, cá diếc, cá chép, cá trôi đều ok nhé. Đấy, hoặc các bác làm chụp câu suối đều ok. Một cuộn dây cước nylon này này, đây nó ghi thông tin nhé, cước nylon nhé. Và trên này cũng ghi thông số từng size này có đầy đủ nhé, và ghi công nghệ này. Dưới này sẽ có made in Japan và trên này có trang web nhé, chuẩn nội địa nhé. Anh nhé, một cuộn dây kiểu dáng này. Và giờ sẽ bóc ra phần trong. Đây, bên trong cuộn dây này nhé. Đấy. Và dây bên trong còn nguyên tem hay phong, nguyên tem phong và dây độ trong suốt, độ dây trắng, độ trong suốt cực kỳ cao nhé, gần như tầng hình tuyệt đối như này nhé. Dây siêu mảnh sẽ không giúp tán nhé. Thì hợp bác nào làm trục con suối này, làm thẻo con suối này, họ có thể cắt ra làm thẻo cơ đơn đài, câu cá rô, cá diếc, cá chép cực kỳ là ngon nhé. Thì con dây mã số 6 con dây em sẽ để giá là 150.000 mã số 6 nhé. Tiếp tục chuyển sang mã số 7 sẽ đưa bác một bộ thẻo chuyên công mực, một bộ thẻo công mực đến hãng Yamashita. Bộ thẻo này gồm có bốn con tôm như này này nhé. Đấy, và dây của nó sẽ là tương đương dây 5 chấm nhất đây nhé. Tổng chiều dài của cái bộ thẻo này là dài 5m2 và cứ 1m2 có một con mồi tôm này, cứ 1m2 có một con mồi tôm như này nhé. Đấy, đây một con mồi tôm của một kiểu dáng này, 4 màu nhé. Hàng lưu mới nguyên và con này sử dụng đôi nhé. Hàng lưu mới nguyên và ra đằng sau in thông tin này, đây này, nó hướng dẫn nhé. Bộ thẻo gồm có 4 con như này và dưới đáy thẻo bác bổ sung em một cái chì nhé. Đấy, không mực cực kỳ hiệu quả luôn. Nếu mà gặp đàn câu phát đến 4 con thôi nhé, 4 con nhé, đây nhé. Mã vai đầy đủ này. Thì con bộ thẻo tôm câu mực đến mã số 7, một bộ thẻo đến hãng Yamashita, bộ này em sẽ để giá là 180.000 mã số 7 nhé. Tiếp tục chuyển sang mã số 8 em sẽ để bác một con mồi tôm câu bạch tuộc, một con mồi tôm câu bạch tuộc đến hãng Megabass nhé. Mồi này có tên là Takoni 99 nhé. 99 này tương đương là con tôm này này, dài 99mm, tương đương dài 99cm nhé, 9.9cm. có nhé. Đấy. Và trọng lượng của con mồi tôm này sẽ là trọng lượng là 70g, trọng lượng 70g nhé. Đây này, con mồi tôm sẽ bơi giật núi này, đây nhé. Nó hướng dẫn sử dụng đầy đủ nhé. Đấy, Megabass này, sản xuất tại Japan nhé, cực kỳ đẹp luôn. Đây, con mồi tôm này nhé. Đấy, và giờ mình sẽ bóc qua trong trọng. Đây, bên trong có mồi tôm. Tôm sẽ tôm new mới nguyên 100%. Con này thì là bác nào về câu cũng được, hoặc là về siêu tầm thì cực kỳ đẹp nhé. Tại vì nó là hàng new mới nguyên, hàng lạnh khá là ít trên thị trường nhé. Đấy, đây em có mồi tôm kiểu dạng này, kiểu dạng nhé. Và phần dưới này có một cục chì này khá to này, chì 10 nhé. Đây, con nhìn tôm này cực kỳ đẹp đấy nhé. Takoni 99 nhé. Đấy, đấy. Và đây phần móc khóa để giật câu này. Và dưới này em có 2 phần móc nữa. Cái phần móc chỗ cái nông này này, bác có thể nắp thêm một cái thìa. Khi mà nắp thêm những thìa thì nó sẽ action cực kỳ mạnh, thu hút bạch tuộc cực kỳ mạnh nữa nhé. Đây nhé, đây kiểu dáng này đây, cực kỳ đẹp nhé. Thì có mồi tôm này, có mồi tôm mã số 8, một con mồi tôm chuyên câu bạch tuộc. Con này có thông số là size 9.9cm, trọng lượng là 70g. Thì có mồi tôm này em sẽ để với giá là 180.000 mã số 8, 180.000 nhé. Hàng lưu mới nguyên 100%. Tiếp tục chuyển sang mã số 9. Mã số 9 em cũng có tương tự vậy, một con tương tự nhé, một con mồi tôm chuyên câu bạch tuộc đến hãng Megabass, có tên là Takoni 80 nhé, con này sẽ size nhỏ hơn, màu đỏ. Con này có kích thước là dài 8cm, trọng lượng là 40g, cũng dạng bơi ngược này, cũng in đầy đủ thông tin nhé. Megabass này sản xuất tại Japan đấy nhé, đấy, bóng tôm kiểu dạng này. Đấy, bây giờ sẽ bóc luôn vào bên trong. Con này tương tự giống con kia thôi, nhưng bóc cho bác xem nhé. Đây, cũng là hàng như mới nguyên, và phần dưới này, có một chì này, chì dạng chì 5 nhé, đấy, kiểu dáng này, đấy, cực kỳ đẹp không? In thông tin này. Và phần trên nóc này, có một cái khe này, con kia cũng vậy. Con này có một cái khe nhỏ này, cái khe này bác biết làm gì không? Cái khe này này, thì bác hãy nhét cái que phát sáng vào đây này. Cái que phát sáng đây nhá. Đây này, cái que phát sáng kích thước đây nhá, kích thước 4.5mm này nhân cả 37mm đây nhá, Bác nhét vào trong phần lưng này, nó sẽ phát sáng, bác thể câu được tối nhá, kiểu đó nhá. Đấy, cực kỳ đẹp. Và dưới này em có 2 phần móc này, Cái chỗ phần lốc này bác hãy gắn thêm một cái thiền này, nó sẽ ra sườn cực kỳ đẹp luôn. Và lưỡi thì có 6 lưỡi, 2 lưỡi to thì không có ngạnh và 4 lưỡi con sẽ có ngạnh nhá. Ngạnh khá là sâu nhá. Khi mà đã mắc vào rồi thì rất khó thoát ra nhé, Thì có mồi tôm, mã số 9, có mồi tôm đến hãng Megabass, một con mồi Takoni 80, con này em sẽ để giá là 180.000, mã số 9, 180.000 nhé. Tiếp tục chuyển sang mã số 10 em sẽ đi bằng cuộn dây PE, một cuộn dây PE nội địa Made in Japan đến hãng Siwoo PX8, đây nhé, đấy, cuộn dây PX8 8 sợi nhé. Cuộn dây này có thông số là size 1.2, mắc tải 23 lb, tương đương tải được 14 kg cá nhé. Và cuộn dây này có đường kính tiếp diện 0.185mm,
chiều dài là 200m, chiều 200m nhé. Và dây sẽ dây màu multi, có 5 màu, cứ 10m một màu, 10m màu đấy nhé, đấy nhé, đấy nhé, có 5 màu đấy. Đấy. Hàng lưu mới nguyên 100%. Và ra đằng sau in thông tin công nghệ đầy đủ này, mã QR đấy nhé, công nghệ đầy đủ nhé, trang web đầy đủ nhé. Đấy, và giờ sẽ bóc qua xem trong. Đây, bên trong cũng có dây này, có đúng. Đây, hàng lưu mới nguyên 100%. Riêng dòng dây siêu khu ấy, thì độ mịn thì không phải bàn, dây siêu mịn luôn, coi như là. Dây siêu mịn nhé, size 1.2 khi hợp đánh cần M này hoặc đánh cần ML, cần N đều ok nhé. Đấy, dây dạng 7 màu, hàng lưu mới nguyên 100%. Thì con dây mã số 10, mã số 10 em có một dây PE đến hãng siêu vua PX8, size 1.2, dài 200m, hàng lưu mới nguyên, hàng nội địa made in Japan. Mã số 10 em sẽ để ra là 440.000, mã số 10 440.000 nhé. Tiếp tục mã số 11, mã số 11 em sẽ địa ba một con mồi câu lua, một con mồi câu lua, một con mồi câu biển đến hãng Shimano. Con mồi này có tên là Osu Pensi. Con mồi này có kích thước là dài 150mm, tương đương dài 15cm và trọng lượng là 60g nhé, đấy nhé, một con mồi chuyên câu biển. Đây, trên lưng nó cũng in thông tin này, Osu Pensi này, 150S này, dài 150mm này, trọng lượng 60g này. Bên cạnh có mã quét đầy đủ nhé, sản xuất tại Japan đấy nhé. Đây, sản xuất tại Japan nhé. Và ra sau in thông tin chi tiết này, thông tin chi tiết này. Bên hông sẽ ghi tên nhé. Và giờ sẽ giới thiệu bác bên trong. Đây, bên trong có con mồi này. Đây, hàng như mới nguyên hộp đấy nhé. Đấy, đấy có con mồi kiểu dáng này, kiểu dáng này. Đấy, cực kỳ đẹp luôn. Lưng chiếc lưng màu xanh nhá, có in vảy cá này, viền lên viền trắng này, có chấm bi này, thân có phát ánh quang, phát ánh quang nhé. Và sử dụng cặp lưỡi BKK coi như này, cực kỳ chắc chắn luôn, bắt câu biển thoải mái nhé. Đây, đấy. Bên trong có tiếng nhỏ, tiếng nhỏ nhá. Thì có mồi mã số 11, mã số 11 đây có một con mồi Shimano Pensi. Con này có kích thước là dài 15cm, dài 15cm, trọng lượng là 60g. Thì con mồi mã số 11 em sẽ để ra là 300.000. Con mồi đang trách giá thị trường bây giờ nó tương đương khoảng tầm hơn 600.000, gần 700.000 con mồi này nhé, gần 700.000 nhé. À, thì em bán cho bác chỉ có nửa giá thôi. Mã số 11 300.000 nhé, mã số 11 nhé. Tiếp tục mã số 12. Mã số 12 em sẽ để bác con mồi câu biển tiếp theo, một con mồi này đến tháng Shimano Osu Pensi đấy nhé. Đấy. À, và con mồi này có kích thước tổng chiều dài 14.5cm, tương đương dài 145mm, trọng lượng là 46g, một con mồi nổi nhé, đây, màu hồng, đấy. À, một con mồi new mới nguyên cực kỳ đẹp luôn. Bên cạnh em có mã quét này, mã quét này, mã quét mã vạch này, nhé, có in thông tin nhé. Và sau này sản xuất tại Malaysia nhé, con mồi sản xuất tại Malaysia nhé, và in thông tin đầy đủ này, thông tin đầy đủ nhé. Và giờ mình sẽ bóc qua trong này, bên trong có con mồi này, con này thì kiểu dáng cực kỳ đẹp luôn, kiểu dáng cực kỳ đẹp, cho bác xem này, đây kiểu dáng cực đẹp nhé. Con này đầu sẽ đầu màu đỏ đậm này. À, lưng sẽ lưng màu hồng nhạt này, và có in thông tin trên đầu như thế nhá, 145S này, tương đương dài 14.5cm. Đấy. Và viền dạng viền hồng này, viền hồng trắng này, và có dán đề can biến thiên 7 màu này, cực đẹp nhé. Mang màu vàng này, mắt đen này. Đấy. Và sử dụng cặp lưỡi BKK này, lưỡi cực kỳ sắc luôn. Đây kiểu dáng này, cực kỳ đẹp nhá. Thì có mồi mã số 12. Mã số 12 em có con mồi Osu Pensi đến hãng Shimano, một con mồi câu biển. Con này có kích thước tổng chiều dài là dài 14.5cm, trọng lượng 46g. Thì con mồi này em đã trích giá mới tương đương của tầm gần 700.000 con mồi này, gần 700.000 con mồi này nhé. Thì con mồi mã số 12, con này em sẽ bán cho bác nửa giá thôi. Mã số 12 sẽ để giá là 300.000, mã số 12 nhé. Tiếp tục mã số 13. Mã số 13 có con mồi tương tự vậy, một con mồi tương tự vậy nhé. Một con mồi câu nua đến hãng Shimano, một con mồi nổi, con mồi này có tên là Osu Pensi nhé. Con này có kích thước dài 160mm, tương đương dài 16cm, dài 16cm nhé. Và trọng lượng của con mồi này tương đương 57g đấy nhé. Để em in thông tin nhé. Đây, phần hông cho bác xem màu nhé. Đấy, sang bên này thì có ghi tên này. Và ra đằng sau có in thông tin số này, mã quét đầy đủ nhé, mã quét đầy đủ nhé. Con này sản xuất tại Mana nhé. Đây này, thông tin in trên mã vạch đầy đủ nhé. Và giờ sẽ bóc cho bác xem bên trong. Đây, bên trong có con mồi kiểu dáng, một con mồi kiểu dáng. Đấy. Hàng lưu mới nguyên 100% luôn. Đấy, coi như này cực kỳ đẹp nhé. Lưng chiếc lưng màu xanh này có in vân cá này. Phần đầu là có in tên với cả thông số nhé, 160S đấy. 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 Phần viền này, viền màu xanh này, biến thiên ra màu trắng này, có dán đề can biến thiên bảy màu, có anh kim đầy đủ nhé. Đấy, đấy. Mang sẽ mang màu hồng nhé. Mang màu vàng nhé. Mang cả mồm màu vàng đấy nhá. Đây bên này vậy, vàng đấy. Đấy. Và con này sử dụng một cặp lưỡi BKK, lưỡi cực kỳ là dày luôn, bắt cá to thoải mái nhé, bắt cá ngừ cá to thoải mái nhé. Đây kiểu dáng này. Đấy. Và con này bên trong không tiếng nhé. Thì con mồi này, con mồi mã số 13, mã số 13 em có một con mồi Osu Pensi, một con mồi câu nua đến hãng Shimano, một con mồi đi nổi. Con này kích thước của nó là dài 16cm, trọng lượng là 57g. Thì con mồi này em sẽ để giá là 300.000. Con này em trích giá mới tương đương của tầm gần 700.000 con mồi này, gần 700.000 nhé. Con này bán là bán thường, còn một con bán có công nghệ Fastbot ấy, nó giá hơn triệu cơ. Nhưng con này thì bản thường thì nó giá nó gần 700.000, nhưng bán cho bác chỉ nửa giá thôi. Mã số 13 sẽ để giá là 300.000, mã số 13 nhé. Tiếp tục mã số 14. Mã số 14 là con tương tự vậy nhé. Con này sẽ size kích thước lớn hơn, một con mồi câu nua đến hãng Shimano, một con mồi Osu Pensi
OCPC nhé. Con này có kích thước là dài 190mm, kích thước dài 19cm và trọng lượng là 70g, trọng lượng 70g, đem không một kiểu này. Đấy, con này full màu trắng, full trắng cực kỳ đẹp nhé. Và ra sau in thông tin này, thông tin công nghệ này, chuẩn mã vạch đầy đủ nhé, sản xuất tại Malaysia nhé. Malaysia, không một kiểu này. Đấy, bóc qua xem trong. À, cũng là hàng như mới như 100%. À, con này giá mới tương đương gần 700.000, gần 700.000 nhé. Bán cho bác chỉ nửa giá 300 thôi. Đây, em không có một cửa giá này. Ở à, đây này, con này thì không có nữa nhá. Con này new mới, con này sẽ không nữa nhá. Đấy, coi như về này, không tí nữa nhá. Đấy, đấy. Khả năng là hai con này người ta lắp thêm nữa thôi. Còn chuẩn nó sẽ không có nữa nhá. Đây. Đây cửa giá này. Đấy, cực kỳ đẹp. Đây này. Phần lưng này, phần lưng có in thông tin này 190F này, thông số nhá, cái đuôi dài 19cm nhá đây. Phần lưng sẽ màu trắng trong. Đấy, phần viền viền màu trắng coi như này. Có dán lệ can biến thiết bề màu này cực kỳ đẹp đấy nhá. Đấy, mỏ sẽ mỏ vàng bên cạnh vậy không nhỉ, coi như này biến thiết bề màu cực đẹp, cực đẹp nhá. Đấy, thì có một mã số 14, mã số 14 là con mồi câu nua đến hãng Shimano Osepensi. Con này có kích thước là dài 19cm, trọng lượng 70g, hàng như mới nguyên 100%, giá mới gần 700.000 và giá em bán cho bác chỉ có nửa giá, cũng là hàng như mới nguyên chỉ có nửa giá thôi. Mã số 14 300.000, mã số 14 nhá. Tiếp tục mã số 15 em sẽ đi bác một con mồi tôm của bạch tuộc, một con mồi tôm của bạch tuộc nhé. Đến hãng gì thì em chả nói chung tiếng Anh hơi khó đọc, đây này hãng Octopus thì đây hãng đây nhá. Đấy, một con mồi tôm câu bạch tuộc đây này. Con này gồm có ba lưỡi nhá, lưỡi không lạnh. Con này màu sẽ màu hồng và có viền vảy sinh cá nữa. Bóc qua xem một nhá. Đây, một con mồi tôm của bạch tuộc kiểu này. Con này sẽ size 4.0. Đây, hàng như mới như 100% áo đấy con nhà này cực kỳ đẹp. Và nương chị nương yên một cái vân xương cá này, vân xương cá dạng 7 màu nhé, dâu dưa đầy đủ nhé, đây nhá, nội đi cực kỳ sắc đây. Một con mồi tôm câu bạch tuộc kiểu dáng này, hàng như mới như 100%. Thì mã số 15 em có một mồi tôm câu bạch tuộc hàng như mới như 100%, size 4 chấm, con em sẽ để giá là 80.000, mã số 15 80.000 nhé. Tiếp tục mã số 16 có con tương tự vậy, một con ít xì luôn. Con này thì là áo, phần áo màu sẽ màu trắng đây, bóc ra xem một này. Đây, viền áo sẽ màu trắng này, áo sẽ áo trắng, có một cái viền vàng này, lưng sẽ lưng in vân vây cá, vân xương cá, vân xương cá dạng 7 màu này. Đây kiểu dáng này. Đấy, cũng là hàng lưu mới nguyên size 4 chấm, lưỡi dạng lưỡi 3 nhé, lưỡi 3 này, lưỡi lưỡi không lạnh. Đây, hàng lưu mới nguyên 100% size 4 chấm. Thì có mùi mã số 16, một mùi tôm có bạch tuộc size 4 chấm. Con này thì là em sẽ để bác giá là 80.000, tương tự trong con mã số 17 thôi, con này sẽ để là 80.000 nhé. Tiếp tục mã số 17 em có tương tự vậy, y xì luôn, nhưng con này sẽ màu vàng đấy nhé. Thân phun màu vàng và lưng có in vân xương cá đấy, vân xương cá dạng 7 màu nhé. Lưỡi sử dụng lưỡi ba đây. Hàng như mới như 100, size 4.0, con này không ghi trọng lượng, nó ghi size 4.0 nhé. Đấy, có in thông tin nhé. Thì có mồi này, con mồi tôm câu bạch tuộc mã số 17, một con mồi tôm giống con mã số 15-16, nhưng con này sẽ màu vàng. Con mã số 17 em sẽ để giá là 80.000, mã số 17 80.000 nhé. Tiếp tục mã số 18 em còn tương tự như vậy, nhưng con này sẽ màu khác, con này sẽ là màu cam nhé. Đấy, thân nó sẽ full màu cam, râu ria đầy đủ, hàng như mới nguyên, lưng cũng in một cái vân xương cá cũng dạng xương cá 7 màu này, lưỡi ba tiêu nhé, lưỡi BKK nhé, cực kỳ xịn sò nhé, size 4 chấm, cũng là hàng như mới nguyên 100%. Thì có mã số 18 này em sẽ để giá là 80.000, mã số 18 nhé. Tiếp tục mã số 19 em giới thiệu bác một đôi găng tay nhé. Đôi này thích hợp là bắt đầu tay to tay vừa đeo đẹp nhé. Đây nhé, đấy. Đôi này thì nó chỉ có thế này nhé. Đấy, phun nỉ nhé. Đây, khi đeo lên này, đeo lên sẽ như này. Đấy, tay nhỏ đeo lên nó hơi rộng, nhưng mà đôi này mà đeo mùa đông thì cực kỳ ấm, siêu nhẹ đấy. Nó phun nỉ nhé, từ trong ra ngoài đều còn nỉ nhé, nỉ xốp nhé. Đấy, đấy đeo cực em. Còn này bắt đầu tay to này, còn tay nhỏ đeo hơi rộng đây. Đấy, em cặp đôi như này. Đấy, cũng in thông tin là tên hãng đầy đủ nhé. Đấy, bên trong này. Đây, vật liệu lên 100% này. Đôi này sẽ size N nhé. Thì đôi găng tay mã số 19 đôi găng tay em sẽ để giá là 150.000, mã số 19 nhé. Tiếp tục mã số 20 em sẽ đem một đôi găng tay đến hãng ghét nhé. Một đôi găng tay xốp này. Bên trong này nó sẽ phủ lớp cao su non đấy. Khi chúng ta cầm cá nó độ ma sát cực kỳ tốt nhé, chống trượt trượt cực kỳ tốt đấy. Đôi kiểu dáng này. Thì đôi này các bạn là tay từ vừa đến nhỏ là vừa nhé, bắt đầu tay từ vừa đến nhỏ đeo lên đẹp, có bắt đầu tay to là không đeo được đôi này. Đây, cái tay em nhỏ này đeo nó vẫn hơi rộng một chút, nhưng mà từ vừa đến nhỏ là đeo là đẹp. Như tay em nhỏ đeo này vừa phải nhé. Đấy, thì đôi này thì nó cắt ngón full 5 ngón nhé. Đây,
nó ngoắn. Đấy, còn lưu mới nguyên cực kỳ luôn. Đây, phần này này, nó phủ nó xốp cả nút cao su con này, khi cầm này cực kỳ chắc chắn, cực kỳ chắn nhé. Còn trên dạng xốp xốp thông thoáng, thông thoáng nhé. Đây, 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 đôi tay này, đôi tay đấy ghét, gần như là lưu mới nguyên, gần như lưu mới nguyên, cực kỳ đẹp nhé. Đây, cực kỳ đẹp. À, thì đôi găng tay, đôi găng tay mã số 20, một đôi găng tay đến hãng ghét cắt 5 ngón. Đôi này thích hợp bác đeo từ tay nhỏ, tay vừa là hợp lý. Thì đôi găng tay mã số 20 em sẽ để giá là 230.000, mã số 20 nhé. Tiếp tục mã số 21. Mã số 21 em sẽ đeo bác một chiếc kính, một chiếc kính phân cực. Đây, một chiếc kính kiểu dáng này, kiểu dáng nhé. Đấy, gọng gọng vàng. Chiếc kính này nó có in thông số nhưng mà không in thông tin, thì em chẳng biết của hãng nào cả. Đây này, nó có in thông số trên gọng kính này nhé. Thông số này đấy, và chẳng biết nó hãng nào cả. Đây, ở chiếc kính này đã qua sử dụng rồi, mặt nó hơi bị chảy nhẹ, hơi chấm chấm nhẹ này, chấm nhẹ này. Đây, bên này về hơi chấm nhé. Đấy, khi đeo lên mắt không ảnh hưởng gì cả, thì cái chấm này khá là nhỏ. Khi đeo lên mắt ấy, thì nó đeo sát mắt quá thì các bác nhìn không rõ đâu, không rõ đâu nhé. Đấy, đấy. Các bác nhìn hình ảnh bên ngoài thì cực kỳ nét đây nhé. Đấy, hình nét đây nhé. Màu sẽ ra màu hơi màu xám xám đen nhé. Một chiếc kính phân cực, tích hợp vào câu nua này, câu đài nhìn pha của kính này dễ này, hoặc là nắng quá đeo này này để chống tia UV cực kỳ tốt nhé. Đây nhé, đây nhé. Đấy. Và hai phần viền gọng này, nó đều nốt cao su non nhé, nó cao su non nhé. Đeo này cực kỳ êm luôn đây nhé. Đeo này cực kỳ êm, đeo này không bị cấn, Đây, đây một chiếc kính kiểu dáng này. Chiếc kính này thì bác nào mặt từ mặt vừa đến mặt nhỏ, từ mặt vừa đến mặt nhỏ đeo này cực kỳ đẹp nhé, cực kỳ là vừa luôn. Thì chiếc kính mã số 21, một chiếc kính phân cực. Mã số 21, chiếc kính này em sẽ để giá là 200.000, mã số 21 200.000 nhé. Tiếp tục mã số 22. Mã số 22 em sẽ đeo chiếc kính phân cực tiếp theo. Một chiếc kính phân cực đến hãng ZS Knapp đây nhé, Một chiếc kính này còn gần như là new mới nguyên, gần như mới nguyên, đẹp với đập 95-96% nhé, cực đẹp nhé. Đấy, mặt trước sẽ ra màu xanh này, màu xanh ngọc này, đây nhé. Đây kiểu dáng này. À, lại cho bác xem sau này. Bên sau này. Khi đeo này các bác nhìn này. Thấu kính cực kỳ là trong, siêu trong nét luôn, siêu trong nét nhé. Đấy, khi đeo lên có hơi màu xám nhẹ, nhé. Đấy, chiếc kính này thích hợp đi câu nua này, ở đi câu đơn đài này, đeo lên nhìn pha cực kỳ nét luôn, hoặc nắng quá đeo này chống tia UV nhé, đây nhá. Đây, đây. Gần như new mới nguyên nhé, đẹp đến 97-98 chẳng, cực kỳ đẹp, nhé. Đây, GS cả nắp nhé, cái cả nắp nhé. Chiếc kính này sản xuất tại China, xuất đi Nhật, nhé. Đây, kiểu dáng này, đây, đây, mọi hình như này, cực kỳ đẹp, nhé. Đây, mặt trọng vậy này. À, cười đẹp nhé. Thì chiếc kính này chiếc kính mã số 22, em không chiếc kính phân cực đến hãng GS Knapp. Chiếc kính này em sẽ để giá là 300.000, mã số 22 nhé. Tiếp tục mã số 23. Mã số 23 có một chiếc kính thời trang kiểu dáng này, một chiếc kính kiểu dạng kính phân cực nhé, Đấy, chiếc kính này cái thấu kính nó sẽ làm bằng kính thật, kính thủy tinh thật, nó sẽ không làm dạng kính nhựa nhé. Đấy, đấy. Bác nào thích nhẹ nhàng đeo kính nhựa, còn bác nào mà thích thời trang đẳng cấp thì có thể đeo lên kính bằng mắt kính thật. Mắt kính thật nó sẽ hơi nặng một chút. Đây kiểu dáng này. Đấy. Gọng sẽ tất cả phần gọng viền này nó sẽ bằng kim loại nhé. Kim loại. Đây, mặt trong này nhé. Mặt trong. Khi đeo lên này. Coi như này chưa? Độ trong suốt cực kỳ cao nhé. Đấy. Gần như là thực tế nhé. Đấy. Đấy, màu khi đeo lên thì màu nó hơi màu khô, hơi màu xám xám. Tí hợp với đi câu nua này, đi câu đơn đài này, nhìn phao này, hoặc nắng quá đeo lên chống tia UV thì cực kỳ là tốt nhé. Đấy. Đấy. Phần viền kim loại này. Phần gọng sẽ ốp thêm hai miếng cao su nhé, đây nhé. Đấy. Và trên này em có ghi một cái mã này, đây nó ghi một cái mã 141 này, 41 nhé. Đây, tôi xem bên này thì không ghi, có ghi mỗi bên đấy thôi nhé. Đây ghi mỗi bên này thôi. Đấy, đây phần ốp mắt này, cực kỳ là nhẹ nhàng nhé, Đây, đấy. Thì kính mã số 23, có một chiếc kính. Một chiếc kính thời trang, bạn nào thích đẳng cấp đeo chiếc kính này, nó sử dụng một cái thấu kính là thấu kính bằng thủy tinh, một chiếc kính phân cực kiểu dáng này. Đấy, mã số 23 chiếc kính em sẽ để giá là 250.000, mã số 23 nhé. Tiếp tục mã số 24, mã số 24 em sẽ đeo cho các em có một chiếc kính cặp mũ, một chiếc kính phân cực cặp mũ nhé. Chiếc kính này đã qua sử dụng rồi thì nha, cái mặt nó sẽ hơi sức nhẹ, đây, mặt bên này có hơi sức nhẹ tí nhé. Đấy, không ảnh hưởng gì nhiều. Khi bác đeo lên mắt ấy, những cái bị sữa nhỏ này nó gần như phân tán thì các bác nhìn không giờ thấy nhá. Còn các bác nhìn đây này, cho bác xem qua thấu kính này. Khi đeo lên ấy, cực kỳ là nét nhá. Đây nhá. Em đeo qua nắp cao này. Đấy, thấu kính cực nét. Khi đeo lên có hơi màu xám nhẹ, nhá. Đây nhá. Đấy. À, thích hợp với câu nua này, câu đơn đài nhìn phao cực kỳ nét này. Hoặc có thể bác nào mà bị nắng quá có thể kẹp mũ đeo lên để cho nó chống tia UV ấy, cũng được các nhá. Kiểu dáng này. Đấy. Và cái thấu kính này sẽ làm bằng nhựa, nhá. Để cho nó sẽ nhẹ, hơn. Và chiếc kính mã số 24, một chiếc kính kẹp mũ nhá. Chiếc kính này mã số 24 em sẽ để là 300.000, mã số 24 nhá. Tiếp tục mã số 25. Mã số 25 sẽ đeo có một chiếc kính phân cực tiếp theo, một chiếc kính phân cực kẹp mũ kiểu dáng này nhá. Đây kiểu dáng nhá. Đấy. À, chiếc kính này mặt nó sẽ màu đen hơn, màu sẫm hơn nhá. Đây này. Mặt sẽ màu sẫm hơn như này.
đấy. À, thấu kính cực kỳ đẹp, thấu cực đẹp. Ở chiếc kính này đã qua sử dụng rồi nha, nhưng mà sử dụng rồi nhưng mà cái thấu kính nó cực kỳ đẹp luôn, thấu kính cực kỳ đẹp luôn nhé. Đây, gần như không xước nhá, gần như không xước nhá. À, tôi cho xem mặt trong, đây, xem mặt trong như này, cực kỳ đẹp này. Đây lại vậy, cực đẹp. Đây chỉ bẩn thôi, chứ không bị sao bẩn. À, và kính sẽ keo khi đeo lên mắt của này, đấy, nó sẽ ra màu xám đen, màu xám đen nhé, cực kỳ dịu mắt thôi. Thích hợp với cô nua này, cô đơn đài này, cho bác nhìn phao cực kỳ nét, cho họ đào nắng có thể đeo này chống tiêu UV được nhé, nhé. Cực kỳ nhẹ nhàng, các bác kẹp cái mũ để sử dụng luôn, kẹp cái mũ sử dụng luôn nhé. Thì chiếc kính này, chiếc kính mã số 25, mã số 25 nhé, có một chiếc kẹp mũ, một chiếc kẹp mũ kiểu dáng nhé. Cái chiếc kính 25 này sẽ nhỏ hơn chiếc kính 24 một chút, nhỏ hơn một chút nhé. Đấy, thì chiếc kính 25, chiếc kính này em sẽ để giá là 300.000, mã số 25 300.000 nhé. Tiếp tục theo mã số 26, mã số 26 em sẽ đeo một chiếc kính cao cấp, một chiếc kính đầy cao nhé, một chiếc kính kiểu dáng này, đây, mặt kính mà nhìn này cực đẹp nhé. Chiếc kính này đẹp đến 99,9% luôn, 99% nhé, cực kỳ đẹp này. Không bị xước, không bị phẩy, không bị chấm nhé, cực đẹp này. À, và phần viền kính này nó sẽ làm bằng kim loại, em sẽ mở cho mọi người này. Đây này các bạn nhìn này, bản này này, cực xịn xò luôn này, các bạn này, gập vào này, tự vào này, hơi đẩy phát tự bung ra nhé. Đấy, đây, riêng phần gọng này, nó sử dụng kim loại, đấy nhé, đấy. Và chiếc kính này đến từ hãng L-Style, N-Style, N-Style nhé, đây các bạn nhìn này, cực kỳ đẹp luôn, bên này cũng vậy này, cực kỳ đẹp nhé, đấy nhé, đấy. Phần khung bằng kim loại nhé, và phần ốp tai sẽ ốp một kiểu dạng cao su, dạng nhựa cao su non ấy nhé, đeo lên cực kỳ đẹp luôn. Và bên hông này em có in thông tin này, thông tin nhé, toàn chữ nhé. Đấy, rồi bắt xem mặt trước này, mặt trước như này, một cái thấu kính này cực kỳ đẹp nhé, không xước, không chấm, không phẩy nhé, cực kỳ đẹp. Đấy, gần như đẹp trên 90% luôn. Tôi tụng cho mặt trong này, mặt trong em có hai ốp mũi này, hộp ống xuống mũi luôn này, đấy, cực kỳ là mới, cực kỳ êm nhé. Đấy, và cho xem thấu kính trong này. Đây, thấu kính trong có như này, cực kỳ đẹp, nó chỉ hơi bẩn một chút thôi, nó tất cả mọi thứ đều đẹp nhé. Khi em đeo lên mắt coi này, coi như này, đấy, nó độ trong suốt cực kỳ là cao, nó gần như là thực tế như bên mắt ngoài nhé, như mắt ngoài như thế này, độ suốt cực kỳ là cao, cực cao như đây. Một cái kiểu dáng này. Thì chiếc kính mã số 26, mã số 26 em có một chiếc kính cao cấp, chiếc kính này mã số 26, một chiếc kính phân cực, thích hợp với câu đơn đài này, câu nua này, câu nục này, hoặc ban nào nắng quá có thể bỏ ra đeo chống tia UV đều được này. Thì mã số 26 chiếc kính em sẽ để ra 500.000, mã số 26 nhé. Tiếp tục mã số 27 sẽ đeo một chiếc kính tương tự, một chiếc kính này đẹp đến 99% đấy nhá, cực kỳ đẹp. Chiếc kính này đặc biệt, chiếc kính có thể mở lên trên như này. Đó. À, khi nào bác chán mà mỏi mắt quá có thể cụp xuống vào đây cho nó dâm này, đấy, không thích bác lại mở lên này, đấy, cực kỳ hay. Đây, một chiếc kiểu dáng đấy, đấy, một chiếc kính kiểu dạng kính phân cực giống kính đấy, phần mắt này cực kỳ đẹp, cực đẹp nhé. Đấy, và chiếc kính này thì cái phần gọng này, phần gọng đeo là phần viền này, nó đều là sử dụng nhựa ABS nhé, nhựa đen này. Đấy, này, cực kỳ đẹp luôn, cực đẹp đây, kiểu dáng này. Đấy, đây, và phần gọng đeo nhé, phần gọng đeo thì là nó làm bằng nhựa ABS nhé, và chiếc kính này sản xuất tại Taiwan, Đài Loan nhé, Made in Taiwan nhé, sản xuất tại Đài Loan. Đấy, và bên này có mã này. Và bên trong nó ốp mũi nó vẫn làm bằng nhựa nhé. À, và cái kính này khi bác không thích bác có thể mở này đeo nhìn thực tế nhé, có khi nào bác nào mà nắng quá có thể cụp xuống mà ra một chiếc kính kiểu dáng này. À, đấy nhá, các bác nhìn này, thấu kính bên trong này còn đẹp keng luôn, gần như là không xước, không chấm, không phẩy nhé, không xước, không phẩy nhé. Và khi kính đeo lên mắt các bác nhìn này, độ trong suốt cực kỳ là cao nhé. Đấy, các bác nhìn bên ngoài đây đúng không, đấy, bác đeo kính mà này, độ trong suốt cực kỳ là cao nhé. Đấy, gần như là như bên ngoài luôn, gần như ngoài luôn. Đây bên ngoài này, đeo kính vào này, đây các bạn nhìn này, đấy, là một chiếc kính phân cực, chiếc kính này nhìn pha cực kỳ tốt, đấy nhận này. Thì chiếc kính này thích hợp với đi câu, chiếc kính này đến hãng Edwin sản xuất tại Đài Loan, đấy, chiếc kính này đẹp 99%. Thì chiếc kính là mã số 7, chiếc kính này có thể gấp vào. Thì chiếc kính mã số 7, chiếc kính này em sẽ để giá là 450.000, mã số 7 450.000 nhé. Tiếp tục mã số 28. Một chiếc kính phân cực kiểu dáng này. Chiếc kính này làm phun nhựa từ phần viền này, phần gọng này, và mắt kính đều làm nhựa. Đấy. Thì chiếc kính ngoại hình cực kỳ đẹp, chiếc này đẹp đến 99%. Các bạn nhìn phần mắt kính này, không chảy, không xước, không phẩy nhá. Bên này vậy này, không chảy, không xước, phẩy, cực đẹp. Đấy. Và viền này, viền gọng, gọng kính này, phần viền này tất cả làm bằng nhựa. Đấy. Là nhựa có hơi màu nâu nhá, có pha nhá, đây kiểu dáng này. Và hai bên hông này em ốp thêm hai miếng kính nhá, cái này vậy này, ốp hai miếng kính nhá. Đây là để tránh cái trạng lấy sáng nhá, bị lấy bị nọt sáng nhá, đây kiểu dáng này.
bên trong này, cực kỳ đẹp luôn. Đây, và chữ kính này sẽ in thông tin, chữ kính này không in thông tin của bạn, nó chỉ in một ký hiệu này, xe này, xe đấy nhá, một ký hiệu. Đó. Đây, chúng ta xem mắt bên trong này, mắt bên trong thì cực kỳ đẹp, nó cũng không xước, không xước, không xước, không chảy, không răm ấy nhá, đấy. Không xước, không dày, không chấm nhá, cực kỳ đẹp luôn. Đó. Và khi mình đeo lên mắt này, đây là mắt kính này sẽ hơi màu vàng vàng nhỉ, màu vàng nhạt. Như đây, đây một chữ không cực. Khi đeo lên màu hơi màu vàng nhá. Đây kiểu dạng đấy. Thì chiếc kính này chiếc kính mã số 28 một chiếc kính đẹp đến 99% nhé, gần như mới. Thì kính mã số 28 này em sẽ để giá là 350.000. Mã số 28 350.000 nhé. Tụ mã số 29. Mã số 29 em sẽ đeo có một chiếc kính đến hạn đeo hoa, một chiếc kính đến hạn đeo hoa nhé. Đây này. Đây nhá, đây hoa nhé, đây một chiếc kính kiểu dáng này. Chiếc kính này các bạn có thể mở lên này, mở lên này, đóng xuống này, mở lên đóng xuống này. Đó. Thế chiếc kính này đã qua sử dụng rồi đây, ngoại hình của nó bị hơi bị chảy nhé. Và góc này có một tấm phim này, tấm phim gọi là tấm phim phân cực ấy, tấm phim phân cực, nhưng hiện tại là bông mất một góc này, bông mất góc này. Đấy, và đã qua sử dụng rồi, có chảy báo luôn các bạn nhé. Đấy. Và điểm hay này các bạn có thể mở ra mà vào này, mở ra mà vào nhé. Phần viền này, phần viền tức là viền nào cũng như ABS như ABS này. Đây, đấy. Và trong phần viền này này nó ốp dạng ốp phần cao su nhé, cao su mềm như đấy. Kính này bảo luôn này, hiện tại đang bị lỗi thêm tí nữa này. Đây là bây giờ phát hiện ra nó đang bị lỗi tí này. Cái bao về gắn keo nhé, gắn keo là dùng bình thường. Còn bên này thì ngon này, bên này ngon này nhá. Một chiếc kính đai hoa này, đây nhá. Đấy. Mình chính đã qua sử dụng mọi hình nó hơi bị chảy xước khi đeo lên mắt đây. Cho xem này. Khi đeo lên mắt đây nhá. Đấy nhá. Đấy. Thế kính nó bị xước khá là nhiều nha, nhìn nó hơi mờ chút. Bác nào mà mua về để sử dụng qua, chiếc kính sẽ để nhà bác. Thì chiếc kính mã số 29, mã số 29 thì chiếc kính em sẽ để vào giá là 100.000. Mã số 29 100.000 chiếc kính này nhé. Tiếp tục mã số 30. Mã số 30 em sẽ đeo bằng một chiếc kính ôm mặt. Một chiếc kính này đến hãng Sporina nhé. Đây một chiếc kính của dạng này. Chiếc kính này ôm gần như là kín hết mắt nhé. Kín hết mắt nhé. Đây nhé. Đấy. Kính dạng kính phân cực, khi đeo lên mắt các bạn nhìn nó sẽ ra màu xám dạng này nhé. Đấy. Kính phân cực nhé. Đây nhé. Thích hợp đi câu đơn đài này, câu lua này cực kỳ hợp lý nhé. Đây nhé. Đấy. À, phần mắt trước chiếc kính này đã qua sử dụng rồi. Đã qua sử dụng này nha, nó có hơi chấm nhẹ. Cái này bác nào mà về có dung dịch nấu kính nấu qua sẽ sạch hơn nhé đấy nhá. Còn cái này em hôm nhà em mưa bão vừa rồi nó còn lại thì nhà cái nước mưa nó bám vào, nước mưa cả cái nước lũ lên ấy thì nhà nó hơi ngập một chút, thì nhà nó hơi bẩn nhé. Bác nào về có dung dịch nấu kính là ngon lành, lại sạch sẽ ngay nhé. Đây này, trước kia nó không có đâu, mà sau cái vụ bão đấy thì nhà nó có cái chấm chấm này em lau không được. Nói chung là không dùng dịch lau thì nhà nó sẽ hơi bẩn chút nhé, hơi bẩn chút nhé. Đây này, đấy nhá. Đấy, và chiếc kính này đã qua sử dụng rồi, nó hơi răm răm một chấm nhẹ nhẹ, đó tất cả mọi thứ. Nói chung cái răm răm chấm chấm này này, khi đeo lên mắt ấy, có bao đeo lên mắt ấy, nó không ảnh hưởng gì cả, biển nó cực kỳ là bé. Khi đeo lên mắt ấy, cái mắt của mình mà đeo gần quá sẽ phân tán đi hết, thì các bạn gần như là không nhìn cái vết chấm thôi nhá. Còn khi đeo lên mắt cũng như này, độ trong suốt các bạn này, độ trong suốt cực kỳ cao luôn, gần như là thực tế nhé, đây nhá, đây bên ngoài đây. Đeo mắt các bạn, gần như thực tế nhá, một chiếc kính phân cực đấy. Tất cả phần viền gọng này đều sử dụng như ABS nhé, này hai phần cuối này nó dập hai cái hình trái tim này nhé. Đây và bên này cũng có in một cái logo này PSN đấy nhé. Đây bên trong bị bẩn, cái này bác nào mà về có cái dung dịch lau kính lau qua vẫn là sạch sẽ đẹp ngay nhé, đẹp ngay nhé. Thì chiếc kính mã số 30 một chiếc kính phân cực, một chiếc kính ôm hết mắt luôn, đến hãng Sporina nhé. Chiếc kính này em sẽ để giá là 280.000, mã số 30 nhé. Tiếp tục mã số 31 em có một chiếc kính đa năng, một chiếc kính new mới nguyên trăm nguyên trong hộp này, hộp khá là to như thế nhé. Đây và phần tay sách đầy đủ, nhé. Bây giờ em sẽ mở lên và sẽ xem. Đây em mua chiếc kính kiểu dạng này. Đây một chiếc kính này, chiếc kính thay mắt đây nhé. Đầu tiên có một chiếc kính gốc này, kính gốc mình sẽ như này, kính gốc này cực kỳ đẹp luôn, cực kỳ đẹp như đây nhé. Đấy. Dạng là màu titan bảy màu nhé. Đây kính new mới nguyên trăm cực kỳ đẹp, cực đẹp này. Đây chúng ta xem phần gọng này, gọng đều là gọng làm như ABS nhé, và phần nó ốp tai này, ốp thái dương này, nó sẽ có tấm như dạng tấm cao su non nhé, có đục nỗ thoáng khí nhé, đây nhé. Bên này cũng vậy này, và bên trong chiếc kính này này em có một cái phần nữa là cái phần gọng này cho bác nào mà bị cận ấy, bác có thể cắt thêm một cái cận bằng nhét vào đây này, em nhét vào trong cái phần khung trong này nhé, để bác sử dụng nhé. Đấy. Còn phần mắt trước đây sẽ như này. Đấy. Và khi em đeo kính như rồi thì bác nhìn này, độ trong suốt cực kỳ cao này đấy nhé, một chiếc kính phân cực kiểu đấy, đấy cực nhé. Đấy. Và đầu tiên này em có một cái mắt dạng mắt bảy màu nhé. Đấy. Và bên trong này em có thêm mấy mắt nữa không? Đây này, em có thêm một cái mắt này, mắt sẽ mắt trắng này, mắt trắng nhé, đây nhé.
đây này, đây này, chống tia UV 400 rồi này, đây là có tiếp tục áo khung mắt vàng này, mắt vàng này kia bác đi tối này, đi tối này, à, tối tôi áo khung mắt này, mắt dạng biến thêm về màu này, biến thêm về màu này, cực kỳ đẹp nhé, cực đẹp nhé. Rồi tiếp tục áo có một cái mắt dạng mắt đen nhé, mắt đen nhé, mắt Bonagen này, Bonagen nhé, đây nhé, đấy. Cái bộ kính tổng cộng nó gồm có một chiếc kính này, một kính này và thêm vào bốn cái mắt rời nhé, bốn mắt rời và một chiếc mắt kính gốc như này nữa. Thì tổng cộng là bộ kính này, bộ kính này gồm có 5 mắt, có dây đeo này, có dây dẫn sử dụng này, đầy đủ full bộ nhé. Đấy thì chiếc kính này, chiếc kính mã số 31 thì chiếc kính này em sẽ để bán giá là 750.000, mã số 31 750.000, bộ kính gồm 5 cái mắt kính, mã số 31 750.000 nhé. Tiếp tục mã số 32 sẽ được một chiếc kính tiếp theo, một chiếc kính đựng trong một chiếc hộp nhựa này, nhựa nhé, một chiếc hộp nhựa đến hãng Toshi Connection nhé, đấy nhé. Đây nha, một chiếc hộp kiểu thế này đây, hộp giả vét đồng hoàng đây, 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 các bạn không nắp này, khi mở nắp này, mở nắp cái nhé, mở nắp bấm bấm này, bấm này mở ra, đấy, còn khi bác gài này kêu này, đấy, cực kỳ hay nó đây, mở này, mở này nhé, ở trong có một chiếc kính kiểu dạng này, đấy, cái kính này là một chiếc kính phân cực, một chiếc kính này em xem nó đến hãng gì nè, đây, con này không ghi tên hãng quá nhá, không ghi tên, đây này, nó ghi tên như này, này, Sparkut, spa cướp hay gì đây này, để tiếng Anh nhé, đây kiểu dạng là đấy, phần gọng này, phần gọng là cuối phần gọng này, phần ốp thái dương này, ốp vào tai này, nó sẽ nót thêm một tấm cao su non đấy nhá, cao su non nhé, đeo lên cực kỳ êm nhé. Đấy, cho các xem mặt trước này, mặt trước em không chiếc kính kiểu dạng này, chiếc kính là kính phân cực, là kính cực nhé, đây nhé, mặt trước này, mặt trước này, đấy. Mặt trước cực kỳ đẹp luôn, chiếc kính này đã qua sử dụng rồi, ngoại hình nó hơi bị răm một chút này, hơi bị răm một chút này, các bạn nhìn này, hơn một chút này, đẹp một chút đấy nhá, đấy, còn tất cả mọi thứ đều đẹp, tất cả mọi thứ đều đẹp, mắt bên này vậy nhá, đấy, mắt sẽ mắt hơi màu xanh nhẹ nhá, đây, rồi tiếp tục vào bên trong cho bác xem trọng này, bên trong thì cái mắt kính bên trong này cực kỳ đẹp, cực đẹp, gần như là không xước nhá, gần như không xước nhá, và kính khi đeo lên này nó sẽ ra màu hơi màu nâu nâu, hơi màu nâu vàng này, màu vàng, dạng kính phân cực nhá. Tiếp theo có câu đơn đài này, câu nua này, câu nục này, câu đơn đài có nhìn phao cực kỳ là nét luôn, hoặc qua nào mà đi đường ấy, sợ nắng quá, sợ tia UV có thể đeo kính này nhá, đeo kính trước này nên ngon nhá. À, tất cả phần viền đều sử dụng nhựa áp hết, và cái phần tì và mũi này, tì mũi làm có su non nhé, cực kỳ là mềm luôn, cực kỳ mềm đấy, kiểu dạng đấy. Thì chiếc kính này, chiếc kính đẹp 95%, đẹp khoảng tầm 95%. Thì kính mã số 32, chiếc kính này còn nguyên hộp như này, chiếc kính này em sẽ để bác giá là 480.000, mã số 32 480.000 chiếc kính này còn nguyên hộp nhé. Tiếp tục mã số 33, bác sĩ đem phẩm một chiếc kính đến hãng Đai Hoa này, một chiếc kính new mới nguyên 100% cực đẹp lắm, bọc trên một cái túi da nhé, túi da cực xịn sò luôn, đây kiểu dáng này, như đây logo Đai Hoa nhé. Rồi tiếp tục em sẽ mở bên trong này, đây bên trong này hai phần đầu này có hai cái gọng sắt này, gọng sắt này nó sẽ đàn hồi tốt này, bác nhả ra là tự đóng này, còn kéo áp bóp này bác chỉ bắt nhả nên nó sẽ ra này. Đấy, và bên trong có một chiếc kính kiểu dáng này nhé, đây cực kỳ đẹp, đây mở cho xem luôn. Đây, mặt trước đây. Chiếc kính này ôm mắt cực kỳ là chọn luôn, ôm mắt cực kỳ chọn nhé, ôm sát mắt luôn nhé, đây nhé. Và mặt trước nó sẽ trắng gương màu trắng này, trắng gương màu trắng nhé. Còn phần khung nhựa là sẽ như ABS nhé, ABS nhé. Có dập logo Đai Hoa đây nhé. Coi như này, gọng này cực đẹp nhé. Tiếp tục sang bên này vậy. Gọng cực kỳ đẹp nhé. Đấy, chiếc kính đẹp nhé. Hai phần ốp tai, ốp thái dương này đều bọc cao su non nhé, cao su non đấy nhé. Đây. Cực kỳ đẹp luôn. Logo Đai Hoa nhé. Chiếc kính này là một chiếc kính sản xuất tại China, xuất ra thị trường Nhật nhé, đây nhá, một chiếc kính sản xuất tại China, xuất thị trường Nhật đấy, đây kiểu dáng đấy, hàng new gần như là new mới nguyên 100%, new mới 100%, có nhìn mặt trước này, gần như không xước một tí nhá, không phải tiếng nhá, đấy, và khi đeo lên mắt của anh này, đây nhá, đấy, một chiếc kính phân cực kiểu như này, đeo này cực kỳ nét luôn, chiếc kính như này, khi các bác đeo lên mắt nên ôm gần như trọn gói luôn, nhìn cực kỳ là nét, cực nét, đây phần ốp ấy này, ốp mũi này, đây, em có hai cái miếng cao su non đấy, cao su non nhé, đây, nhá. Cao su bên trong sẽ rỗng nhá, đeo này cực kỳ êm này, cực êm, kiểu dáng này. Đấy. Thì chiếc kính này chiếc kính mã số 33. Mã số 33 có một chiếc kính phân cực đến hãng Đai Hoa, hàng lưu mới nguyên. Đây mắt mắt trắng cương trắng nhá, cực kỳ đẹp nhá. Thì chiếc kính mã số 33 sẽ để giá là 650.000, mã số 33 nhá. Tiếp tục mã số 34. Mã số 34 sẽ đeo một chiếc kính phân cực tiếp theo, một chiếc kính của hàng lưu mới nguyên 100%. Đóng như trong hộp nhá, đây khá nhỏ nhắn, khá nhã nhá. Bây giờ sẽ bóc ra xem trọng. Đây, bên trong có một chiếc kính kiểu dáng này, một kiểu dáng cũng là hàng lưu mới nguyên, cực kỳ đẹp luôn. Làm sẽ lau qua cho xem. Cực kỳ là đẹp luôn, cực kỳ đẹp đấy, đấy. Và cái phần viền này, phần viền nó sử dụng phần viền thép nhé, phần viền thép nhé, đây nhé, đấy, gọng thép này, đây, và phần ốp tai, ốp thái dương này nó sẽ nót thêm nước cao su nhé, đeo này cực kỳ êm, bên này vậy, này vậy, đấy. Và chiếc kính này nó không in thông tin của hãng nào cả, nó chỉ đóng trong hộp này, đấy, nhưng mà nhìn kính chất lượng cực kỳ xịn sò thôi, cực kỳ xịn sò, đấy, đây mặt trước,
Đấy. Chứ cái này đẹp gần như là new mới nguyên 100% và như mới nguyên 100% nhé, không chảy xước nhé, không chảy, không xước, không chấm, không cả, cực kỳ đẹp đấy nhé. Đấy. Và tôi cho mặt sau này, đây mặt trong này, mặt trong đây, mặt trong viền vẫn là viền thép này. Và có hai cái chống mũi này, chống mũi này, đây là nó là hai miếng cao su non và có đục nỗ đồng hóa, đục nỗ hóa nhé. Cái nỗ này không nhầm nó có tên đấy, có tên nhưng mà hơi khó đọc, bác nào mà mắt nhanh mắt bác có thể nhìn ra tên của em này. Mắt không nhận được đây kiểu dáng này. Đấy. Đây và mặt trong kính của như này. Đây cho xem mặt trong kính này. Đây đấy, chán này cực kỳ đẹp này. Mặt trong kính gần không chỉ trước nhé. Đấy, và khi kính đeo lên mắt con này, đây đấy, một chiếc kính phân cực kiểu dạng này đấy. Đeo lên mắt này. Đây, coi như này, độ trong suốt cực kỳ cao nhé, đấy nhá. Gần như thực tế tuyệt đối nhé, gần như thực tế tuyệt đối nhé. Đấy nhá. Thì chiếc kính này thích hợp đi câu đơn đài này, cũng mua này, cũng lục này. Dòng này thì bác nào hay đi câu đơn đài nhìn phao cực kỳ nét luôn, cực kỳ nét. Luôn. Đấy. Thì kính mã số 34 em có một chiếc kính gần như là new mới đẹp 99%, có nguyên hộp này nhé. Đấy. Thì chiếc kính này kính mã số 34 em sẽ để vào giá là 380.000, mã số 34 380.000 chiếc kính này nhé, đây đóng nguyên hộp nhé. Tiếp tục mã số 35 lên dưới điện có một chiếc hộp kính đai qua, đây một hộp kính đai qua nhé, chỉ có hộp không nhé, đây nhé. Đấy. Đây một chiếc hộp kiểu này dầm logo đai qua cực đẹp, bên ngoài nó sẽ dạng vải mỏng dài bóng nót lên một lớp xốp này, nó sẽ dán trực tiếp lớp xốp và sẽ quét lớp keo này nhé, coi như này cực kỳ đẹp này. Đấy, đấy kiểu dạng chrome phay coi như này, cực kỳ đẹp này. Đấy, mặt sau này làm có phần móc này khóa này, mở khóa vào xem đây, đây bên trong có chiếc hộp đựng kính kiểu giá này. Đấy, cực đẹp, bên trong đều nó nỉ nhé, có giấy nâu đỏ hoa, giấy nâu đai hoa đỏ hoa ấy nhé, cực kỳ xịn sò nhé. Đấy, đấy. Và khóa này là khóa dạng khóa chống nước luôn, khóa chống bước nhé, kéo đầu thắt này, hai cái rèm chống bước này nó sẽ co vào khít khít nhé. Đây nhé, đây một chiếc hộp đựng kính để hạn đeo hoa mã số 35, chiếc hộp này em sẽ để giá là 280.000 mã số 35 nhé. Tiếp tục mã số 36 số liệu cho các em có một chiếc hộp đựng kính tiếp theo, một chiếc hộp đựng kính điện hãng Simlo, hộp nhựa này, hộp kiểu dáng đơn giản kiểu dáng. Đấy, mở nắp các bác phải mở đầu lại nha, đây cho nó bung ra này. Đấy, bên trong bác có để này, để một cái kính nhé, có thể nót thêm một lớp vải nâu này, bác đặt kính này để chống xước cực kỳ tốt đấy nhé. Đây một chiếc hộp kính điện thoại Simlo cho mã số 36 này, sẽ để giá là 100.000 mã số 36 nhé. Rồi tiếp tục mã cuối cùng mã số 37, sẽ đi em có cặp gồm hai mồi tôm câu mực nhé. Đây đấy, một cái mồi tôm này đến hãng Somizuku này và con này là Somizuku nhưng con này hiện tại là mất chì, con này hiện tại không có chì này, và phần mỏ áo này hơi bị chốc chút, hơi chốc đấy nhá. Còn cái con này thì đẹp, con này thì không lỗi nằm gì cả nhá. Đấy, và con này sử dụng lưỡi đĩa ba và phần dưới này kèm thêm một cái thuyền này, lưỡi có ngạnh đồng hoàng nhá. À lưỡi này thì có ba lưỡi thì có một lưỡi có ngạnh, còn hai lưỡi không ngạnh. Đây kiểu dáng như đấy. Và tục con này thì là mất chì này, mỏ hơi danh chút này, lưỡi còn đẹp này. Và thiệu còn đẹp nhé. Thì mã số 37 gồm hai mồi tôm chuyên câu bạch tuộc này, em sẽ để giá là 100.000 mã số 37 nhé. Rồi clip hôm nay này bác tổng cộng là 37 mã, thì bác ưng mã nào, thứ mã nào liên hệ trực tiếp qua số đoạn 0878690999 để chốt hàng trực tiếp. Còn bây giờ phải dừng video, hẹn qua video tiếp theo, bye bye.